Rồi, ghế bên trái. Rồi, ngồi xuống đi chị. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. À, Tường chào anh chị, bây giờ anh sẽ là người giới thiệu trước ha. Xin chào cô Cát Tường, xin chào ban biên tập, xin chào Hoàng Hải bên kia. Tôi là Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1959, quê Bắc Giang. Tôi là nghề nghiệp thì chế biến nông sản, tức là ngành gỗ. À dạ. Thích đi du lịch, thích đi phượt. Hiện tại anh đang sống ở đâu? Hiện tại đang sống thì đang làm ở Hà Nội. Thế là hôm nay bay vào đây quay chương trình thôi? Dạ. Trước kia là mình người đóng quân ở trong quân đoàn 4 này. Thế là mình vẫn có cơ sở trong chỗ dưới Dĩ An ấy. Thế là mình ra ngoài quê sinh sống, lập nghiệp ngoài đó, nhưng mà chuyện gia đình nó đổ bể. Thế như rủi như ví dụ nha, cái người bạn đời của anh ở trong thành phố và muốn anh vào trong này ở thì anh có vào được không? Ở đâu không quan trọng, bởi vì con mình lớn rồi. Con mình lớn hết rồi là ở đâu thì ở, nhưng quan trọng nhất là có một tiếng nói chung và có tình thương. Bây giờ mời chị giới thiệu ạ. Dạ, kính chào ban biên tập, kính chào MC Cát Tường. Tôi tên là Quỳnh Thị Sương, sinh năm 1963, ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ. Hiện tại chị có đang làm công việc gì không? Là như mình cũng đi phụ cho xây dựng. Phụ xây dựng? Trời ơi, mà da dẻ mịn o mà đi làm ra ngoài công trình mà da dẻ mịn o lắng con vậy? Cũng làm để phụ thêm thôi. Thế chị nghĩ rằng thường thường trong cuộc sống hay là trong cái con người của mình sống bao nhiêu lâu thì mình thấy là mình có những cái điểm mạnh gì và những cái điểm yếu gì? Thì thẳng tính. Thẳng tính. Hòa đồng. Dạ. Trung tình. Trung tình. Còn điểm yếu thì như là mình thấy mình nghèo. Nghèo đâu phải cái tội đâu chị. Miễn là mình không có nghèo tình cảm ha, mình sống có đạo đức, có trách nhiệm với mọi người là ok rồi. Mình có sở thích gì không chị? Khi mà hôn nhân đổ vỡ rồi á, thì mình cũng có cái sự là ủng hộ các người xung quanh mình á. Tại vì mình hy sinh cả một tuổi thanh xuân để cho chồng con, nhưng mà mình không được hưởng một cái đáp ứng gì hết. Thì bắt đầu lúc đó thì chị em mới kêu mình đi tham gia vô câu lạc bộ Vui Là Hát, Hát Là Vui vậy. Vui Là Hát, Hát Là Vui. Bây giờ em muốn vui. Bây giờ chị hát một đoạn cho anh trai bên này nghe, cho không khí nó vui một xíu nha. Cho khích lệ chị nha. Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi em tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mai đây cho dù rằng đời gấp ba chân trời, cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù rằng đời gấp ba chân trời, cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Hey. Anh có cảm xúc gì không anh? Thì bạn gái về đây hát rất là hay và là ngọt ngào. Dạ. Bây giờ như anh thì anh nghĩ là mình có những cái điểm mạnh gì và những cái điểm nào chưa mạnh? Điểm mạnh của mình thì nói về việc gia đình thì mình là người chăm chút cho gia đình. Dạ. Và ham công việc. Thế nên điểm mạnh là chủ yếu. Chứ điểm yếu thì chỉ có một điểm là nóng tính. Nóng dữ lắm không anh? Nóng thì những cái mà đi ra ngoài xã hội mà thấy ngang tay trái mắt là mình sẽ cũng bất bình những việc đấy. Vậy luôn? Đấy. Chứ không phải là riêng chuyện nhà mình, không, mà chuyện ngoài đường cũng nóng nữa. Ngoài đường, ví dụ như ra ngoài đường thấy cái gì người ta làm, cái điều mà nó sai trái thì mình cũng không chịu được. Nhảy vô luôn? Nhảy vô luôn. Trời ơi, anh ơi. Tôi cũng đã một đời vợ rồi, nhưng mà thực sự để nói là tức là mình sống trong cảnh như là vợ chồng không hợp nhau, là nhiều lúc mình cũng liên tục là ở trong trạng thái là ít nói. Cái tuổi này thì thực sự để nó đã hứa với lòng mình là thế, xem như là đóng cửa tình mở cửa chua đấy. Đóng cửa tình mở cửa chua. Đóng cửa tình mở cửa chua. Nhưng vì cô con gái cô cũng thu phục nhiều quá. Con gái đăng ký cho mình thì mình cũng vào đây. Con gái đăng ký. Thế là anh hiện tại là anh có mấy cháu rồi anh? Mình thì được hai cháu, một cháu gái thì sinh năm 1988, cháu đang làm giáo viên. Cháu thứ hai thì chắc là làm cho cái công ty quảng cáo là ngoài Hà Nội. Hôn nhân của anh thì tại sao là đổ vỡ, mà đổ vỡ thì bao lâu rồi? Lúc còn trẻ thì mình thực sự để nói là mình cũng chỉ lo lắng công việc là làm ăn để cho con gái nó trưởng thành, chứ không để ý chú trọng về cái việc vợ chồng không hợp nhau lắm.
Thế thôi thì 5 bỏ 3, 9 bỏ là 10 để cho con cái nó có bố có mẹ. Thế nhưng mà thực tế để nói thì cũng cố níu kéo mãi không được thì cô ấy làm đơn, cô ấy ra tòa, cô ấy chia tay. Bao lâu rồi anh? Chia tay thì nếu mà để ly thân gì là 6 năm rồi, mà chia tay 2 năm nữa là gọi là 8 năm rồi. Mà lớn tuổi rồi mà không ráng được hả anh? Cố gắng lắm rồi không được. Có nhiều lý do mà chuyện đấy giờ chia tay nhau rồi không nói được cái chuyện người ta đẹp với người ta tốt hay người ta xấu mình không nói được. Chỉ biết thôi nói đến cái duyên đến lúc đây là không quản nữa thì thôi chia tay nhau. Chứ bây giờ nói mà người ta có cái tật lọ tật kia thì mình chẳng nói. Mình là con lợn mà bà đó là tuổi hùm, thế mà thức thì tâm mình nói thì thịt lợn thì là để là nguồn thực phẩm chính của con hùm. Nên là may mình không chết thì đến hiện giờ mình sống cái này thì mình lại ngồi đây. Chị tuổi con gì vậy chị? Mèo. Thì được không anh? Mão thì mình cũng rất hợp với tuổi mão. Này hai con này đâu có ăn nhau đâu đúng không anh? Hợp tuổi mão vì dạ, mình vâng. cũng hay làm với người tuổi mão. Dạ. Chứ còn chị, cái chuyện hôn nhân của chị hồi nãy chị cũng có chia sẻ đó là như thế nào ạ? Chị chia tay bao lâu rồi? Gãy đổ bao lâu? Chung là kéo dài thì cũng cách cũng khoảng chừng gần chục năm. Gần chục năm. Ê con chị là mấy con ạ? Bốn cháu? Đứa. Ông đã kết hôn với người ta là 2008. Mình phát hiện ra luôn rồi. Ủa là sao? Mình cũng cực khổ rồi, không có điều kiện, với cái thời điểm đó là tình hình như là lấy nhau không có kết hôn. Dạ. Từ chỗ đó khi mà ông cứ làm ăn mình ở nhà nuôi con á, rồi ông cứ ông đi làm ăn xa hả? Ông đi lên thành phố làm ăn xa rồi cái ông cứ lừa mình không à, ông nói cuối cùng là ông đi kết hôn với người ta thì mình đâu có biết. Trời, là lúc đó là đã bốn đứa con rồi. Rồi, chị chấm dứt luôn. Và bốn đứa con mấy thì đứa là con nó cũng ủng hộ luôn. Bao nhiêu tuổi rồi, năm nay là bao nhiêu rồi? Út là út này là 93. Là út còn lớn nhất Út là còn bao nhiêu? Lớn nhất á là 83. Ba đứa đã có gia đình, còn út nó cũng chưa có gia đình, nó cũng đi làm. Là út đang ở với mẹ, là giờ hai mẹ con. Dạ, dạ. Khi mà mình phát hiện ra như vậy rồi á, mình cũng trên bờ dưới ruộng lắm. Dạ. Rồi mình cũng người ta cũng nói mình rồi, mình cũng đi đến luật sư rồi, luật sư có nhiều chị nữ á, chị khuyên mình á là bây giờ á đã chồng mình như vậy rồi là mình không có còn tiếc nuối nữa. Thế thì bây giờ chị muốn mong muốn tìm một cái người bạn đời của mình là người như thế nào? Như chị không có đòi hỏi gì cao hết trơn á, chị muốn như á bây giờ con nó không ở cần kề với mình, khi đêm hôm bệnh đau mình không có người để chia sẻ thì giờ mình muốn đã có người đó là như là bạn, vừa tri âm cũng có tình có nghĩa. Khi mà anh ấy thì bệnh đau thì có mình, mình bệnh đau có anh ấy. Yeah. Kiếm một người nếu mà đồng cùng cảnh ngộ như chị, hiểu như chị, hai bên để mình dựa nhau mình trước sống. Trước mắt là em thấy về hoàn cảnh thì hai anh chị cũng đồng cảm được với nhau đó. Ví dụ như bây giờ chị phải đi ra Bắc ở với ảnh thì chị đi không? Đi chứ. Chứ giờ đâu có vướng bận gì nữa đâu ha, con cái lớn hết nói rồi. Nói chung là bây giờ mình chỉ cần có người cờ cặn để mình chia sẻ. Tại vì giờ cái quỹ thời gian của mình nó không còn bao nhiêu, nó cũng cạn dần rồi. Rồi, em hiểu được cái tâm lý của chị rồi. Thế còn anh ạ, giờ anh mong muốn tìm một cái người bạn đời chia sẻ với mình sau này là người như thế nào? Mình thì thực sự nói là mình đang rất cần và khao khát thèm một người phụ nữ, tức là hỗ trợ cho mình trong công việc, chia sẻ mình công việc, gánh bớt cho mình công việc. Giờ anh muốn cụ thể chia sẻ là chia sẻ hay sao? Tôi vì có thể lo lắng cho mình mà công việc nó đỡ cho mình vấn đề quản lý, rồi có thể là đi giao hàng giao hóa này, hoặc là mình mua bán trao đổi, gánh bớt cho mình công việc nó đi, áp lực bớt áp lực. Chuyện kinh doanh này là anh dự kiến làm thế bao nhiêu năm nữa? 5 năm, 10 mình năm? Mình cố gắng làm khoảng 5-6 năm nữa là mình 5-6 năm nữa là nghỉ hưu thì không làm nữa. Dạ, thì bây giờ thì là mình cũng muốn là đến giờ chỉnh tìm người bạn để như là bầu bí về già, tức là con nuôi cha thằng bà nuôi ông, cái quan điểm của mình như thế. Cho em xem hình của anh nha. Đây, cho chị dễ lắm, 50-50 thôi, chị có quyền là lựa chọn hai anh đó ha. Rồi chị cho em biết là anh nào để là em Rồi bên đây cũng đơn giản lắm, cũng chỉ có hai người thôi. Trong hai chỉ có chọn một thôi chứ không có nhiều, cho nên là cũng dễ chọn. Chị chọn anh nào ạ? Lý do tại sao chị chọn anh đó? Tại vì chị có một cái liên tưởng là chị nghe cái giọng nói anh đó, chắc chị nghĩ nghe là cái giọng nói. Ồ, còn anh sao? Tại sao anh chọn chị này? Mình lý do mình cũng linh cảm của mình. Hai tấm hình đều có chị nha. Đây. À vậy á hả? Bây giờ em sẽ mở cửa trái tim ra, hai anh chị nhìn nhau và kiểm tra xem mình đã lựa chọn đúng hay không nha. Những cái thông tin cơ bản bản thân của mình nha, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình ạ.
Có theo cũng phải theo thứ tự đúng không ạ? Dạ vâng, anh cứ giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình. Ok, mình là tên là Nguyễn Trọng Tân, sinh ngày 23 tân. Được rồi, ok. Sinh ngày 23/11/1985. Hiện tại thì mình đang sinh sống ở Yên Thành, Nghệ An. Công việc hiện tại mình đang là nhân viên văn phòng, thì đang công tác ở tỉnh Thái Nguyên, ở Viện Đại Tư tỉnh Thái Nguyên, và công tác trong lĩnh vực may mặc. Mình là vừa là nhân viên kỹ thuật, vừa là chất lượng, làm tất cả cái mảng và chất lượng và kỹ thuật và chất lượng. Được rồi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ? Thực ra cái đấy thì cũng khá khó để diễn tả. Nếu mà đi hỏi những cái chi tiết thì biết điểm mạnh điểm yếu thì cũng không rõ lắm. Bản thân anh là một người như thế nào? Cũng khá là hòa đồng, vui vẻ, nhưng mà cũng không phải là dễ tính, cũng không phải là câu chuyện gì cũng có thể nói được, mà mình sẽ mất khi mà giao tiếp với những người nào đấy, mình phải nhận định xem là những cái người đấy nó có nói chuyện cùng chủ đề với mình hay không, có cùng tần số với mình không, người ta nói chuyện, người ta giao tiếp như thế nào, mình cũng phải nhìn nhận đánh giá, chứ không phải là ai nói chuyện. Thì thông thường thì qua những cái tiếp xúc ban đầu mình sẽ có những cái đánh giá về những cái đối tượng mình muốn tiếp tục cái mối quan hệ đó, hay là mình sẽ không có nói chuyện với người đối phương. Nhưng mà như vậy thì có phải là kỹ tính quá không? Cũng không phải là kỹ tính, tại vì là dễ giao tiếp, chứ không phải là khó giao tiếp, không phải là khép kín, không phải sống khép kín. Rồi, cũng dễ giao tiếp. Thế theo anh đánh giá thì cái lý do mà anh vẫn còn độc thân nó là gì? Cái này thì cũng khó nói lắm, tại vì là đôi khi là do một phần là từ gia đình, một phần là từ cuộc sống thì nó có những cái ví dụ như là cái điều kiện kinh tế mình cảm thấy mình chưa có được những cái điều kiện kinh tế nó đủ tốt để mình có thể mà bắt đầu một cái cuộc sống mới, cuộc sống có đơn giản. Bên cạnh đấy là có một phần nữa tác động từ phía gia đình, là ví dụ trước đây mình cũng có bà gái rồi, cũng có người yêu, mà về phía gia đình cảm thấy là chưa không phù hợp, cho nên là hello. Là từ chối, cho nên là mình một phần là mình cũng không quyết đoán, chưa quyết đoán, cho nên là dạ xin lỗi anh, dạ anh Tâm ơi,
Hiện tại là có một anh đang phỏng vấn á, thì khoảng 10 phút nữa chương trình gọi là anh Tâm nha. Anh Tâm thoát cuộc gọi giùm em với ạ. Thế cái mối tình đấy là hai anh khoe, anh chị là quen nhau trong bao nhiêu lâu? Bọn mình quen nhau trong khoảng bao nhiêu nhỉ? 5 năm. 5 năm. Từ năm 2015 cho đến năm 2020. Nhưng mà về phía gia đình nhà mình là không có ưng cô gái đó. Đúng, đúng, đúng ạ. Lý do là gì ấy? Thứ nhất thì là khoảng cách xa. Thứ hai là cũng có một số, ví dụ người lớn tuổi họ đánh giá con người qua cái hình thức bề ngoài. Qua cái hình thức bề ngoài đôi khi là con mình là thích đấy, nhưng mà bố mẹ thích thì đôi khi là đấy. Rồi ok, bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình người như nào. Alo, anh mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Mình đang cần một cái tìm hiểu cái bạn nào đấy. Thứ nhất là cùng quê thì càng tốt, mà không cùng quê thì đến tầm này thì không quá quan trọng cái việc đấy nữa. Nhưng một cái lý do thứ hai quan trọng hơn là cái người mà đồng hành với mình thì có thể chia sẻ với mình những cái nhiều thứ trong cuộc sống, ví dụ như là những lúc khó khăn đôi khi là khó khăn về vật chất, đôi khi cũng là khó khăn về cả cái tinh thần, thì là muốn cái người đồng hành để mình chung vai với mình để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và công việc nghề nghiệp tuổi tác sao? Alo, công việc nghề nghiệp tuổi tác sao? Công việc của bạn đó thì chung là có công việc được, chứ còn về cái phân biệt công việc gì với công việc gì thì cũng khó nói lắm. Tại vì mỗi người người ta có một cái sở trường, có một cái khả năng riêng của người đó, cho nên là mình cũng không phân biệt công việc gì cả. Rồi, tuổi tác. Về tuổi thì mình hy vọng tìm được người từ khoảng 90 năm, từ 90 đến 99 độ lại, không đến mức 2000. Rồi. Bây giờ là anh muốn kiếm vợ là ở Nghệ An hay ở Thái Nguyên thì hợp lý hơn? Em mình thấy thì không quan trọng, bây giờ không quan trọng cái đấy nữa. Rồi, ok, chị mong muốn rồi. Dạ anh ơi, hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen, cái này thì nhờ những cái thông tin cơ bản về bản thân của anh á.
Sau đó thì biên tập sẽ tìm kiếm những người mà phù hợp với lại một số những tiêu chí của anh trước đã. Sau đó thì bọn em sẽ làm việc nội dung kỹ hơn với anh nhá. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn.